Vâng, xin chào 5 cho anh em. Hôm nay cho hai mẹ đi đây. Đêm qua háo hức đi mất cả ngủ. Mẹ nó hôm qua đi bay hơn 10 giờ về. Chỗ này nhiều cá lắm đấy. Chỗ này nhiều cá lắm. Nhan lên đầu đi à? Bà Phương lên đầu à? À thế nhỉ. Quên cầm loa kéo. Thôi kéo. Ha chị. Thế gì loa. Thế đại vạc loa mà loa hát nữa. Xong người ta đến người ta lấy mà. Thôi chị. Mang loa cầm tay cho mình thôi mà. Loa người ta có đoàn đông người ta mới hát chị. Bước này bao đời đâu, cứ thế này thì cứ thế này đầy hơn tí, thế này cứ này nông mà. Chỗ này khoảng bao mét rồi chị? Sâu khoảng bao nhiêu mét? À thế à? Ngồi dịch tới đây một tí này, ngồi ra chỗ này này. Điểm gì? Đấy, ngồi ra đấy, chị ngồi đây này nó mới cân. Đấy. Sau đó đi về sớm nhỉ, đi đội kia đi hơn sớm nhỉ? Đấy, ngồi im đấy, ngồi đấy. Đây người trai đổi hay dừng đây này. Dừng. Đâu đó chỉ 40 phút thôi, 30 phút thôi. Đi khoảng bao nhiêu phút đến chị nhỉ? 10 phút rồi. Đi nửa đường rồi chứ. Nguyễn Minh Tuấn chào bà Phương nhé. Vâng chào anh nha. Đâu cả đoạn đi đâu. Lái hơi phớt đấy, hai người. Thuê loa đây rồi. Dịch vụ thuê loa. Tiết mày đẹp đấy nhỉ.
Vâng, xin chào. Vâng, xin chào. Mày làm cái đò đi bán này được. Cho bà Thanh người đây bán nhá. Bà Thanh chưa chiều đò mày. Nguyễn Minh Tuấn. Hôm nay đông quá. Cười là. Đấy. Nhà hai đồn một đoàn hai nhà đông ghê nhỉ. Bỏ mũ bỏ khăn thôi cho đẹp. Bỏ mũ bỏ khăn để quay. Mình đi thế vẫn thoải mái, 5 giờ 15 ở nhà đi. Bây giờ 8 giờ mà. À, chào bác Lưu Thịnh nhá. À, đồng ghê này. Nơi này mới có cá không? Đậu này uống nước đẹp. Đây có những cây gạo to nâu lắm này, nâu đời này. Đi đảo cò đấy nhỉ. À, bầu đây nguyên rồi, bầu đây nguyên là bầu này bắt đắt hơn của bầu nguyên đây. Hai à, bầu. À rẻ hơn bầu nguyên rồi. Bầu nguyên. Đây nguyên rồi, nguyên rồi, bầu này đây nguyên. Anh có đầy bầu anh. Mà Ngà mà cho bà Phương của bầu nó ăn chưa? Chào mừng quý khách đến Bồ Tát Quần Thể Quan Âm 9 tháng 2. Đi tháng này quá đẹp luôn nhỉ. Đi ra Tết đi này đông. À, chào chú Đoàn nhá. Hôm nay cho bác đi đây. Đây. Cái hang động.
Có mì tôm. Ở đâu chẳng có mạng mà. Mã cửa có mạng hết mà. Nếu có lúc ở nhà mẹ bắt máy không được đâu mà. Ai à. Cho nên ông Sơn ông treo biển ở đây được rồi. Su cá bách nhỉ Sơn. Ông Sơn. Đây này những cái vỏ kim động này nhưng không ai vào mấy này này mà này, Thanh Sơn này. Em được thì em có biết đâu mà bọn là cái đi mà hết pin ở đây người ta mở nhá. Ôi. Đâu có mà mở đấy. Tao nghe bài đấy. Mình có được đi vào miền Nam. Bao giờ pin mà. Bữa mãi à chả được. Có cái nguồn từ cái chuông. Nó lệch 1 giờ. Và mình đã đi hơi nhanh đấy. Đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Đi 130, mình đi tận 200. Rất máu. Đây nó có thả cá chị không? Có cá không? Thôi, chủ gì lắm thế. Vâng, tôi xin chào 500 anh em nhé.